Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét cho phép hoạt động thẩm mỹ thực hiện tại các cơ sở như bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa được hoạt động trở lại từ ngày 1 tháng 10. Nội dung này được đề cập trong công văn do Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vĩnh Châu ký ngày 22 tháng 9 trong bối cảnh một số quận huyện đã cơ bản khống chế được dịch bệnh và thành phố có kế hoạch mở cửa theo lộ trình. Các hoạt động thẩm mỹ tại bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa đã tạm dừng từ ngày 31 tháng 5 cho đến nay. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua ngưng hoạt động, lực lượng y tế của các đơn vị thẩm mỹ tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch như tiêm vaccine, lấy mẫu xét nghiệm. Các nhân viên y tế đã được tiêm vaccine đầy đủ, được tập huấn các kiến thức về phòng chống dịch bệnh. Ngành y tế thành phố đang xây dựng lộ trình tái cơ cấu lại các cơ sở y tế nhằm đáp ứng với COVID-19 trong tình hình mới khi nới lỏng giãn cách. Tiếp tục chương trình là các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang rất phức tạp, số lượng bệnh nhân F0 điều trị tại nhà là rất lớn. Những bệnh nhân không triệu chứng nhưng trở nặng nhanh trong thời gian qua đã được cấp cứu, chuyển viện kịp thời, góp phần giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhân COVID-19. Và để có được thành công đó là sự góp sức rất lớn của lực lượng quân y tại các trạm y tế lưu động. Tận dụng mọi cơ sở là trụ sở, doanh nghiệp, nhà công cộng, trường học thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt. Song những cán bộ y tế tại đây thời gian qua đã thể hiện tốt vai trò là cánh tay nối dài của ngành y tế để kịp thời chăm sóc sức khỏe cho người dân tại nhà. Trong phóng sự ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng theo chân họ, những người hùng nơi trạm y tế lưu động để hiểu hơn về công việc của họ. Trạm y tế lưu động số 31 phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Như thường lệ, một ngày làm việc sẽ bắt đầu bằng việc xét nghiệm cho các shipper. Ngày hôm nay, quá trình test đã phát hiện một ca dương tính. Túi thuốc dành cho F0 đã được y bác sĩ trao tận tay bệnh nhân cùng lời căn dặn kỹ càng. Thì sáng nay, sau khi làm mẫu gộp 3 người một, thì chúng tôi phát hiện có một cái mẫu là 2 vạch. Có nghi ngờ thì chúng tôi tiến hành làm từng người một. Thì phát hiện ra một đồng chí shipper là có cái biểu hiện dương tính. Đấy, sau khi có cái biểu hiện dương tính thì cũng như hàng ngày ấy, chúng tôi tiến hành lập cái biên bản, cũng có cái hồ sơ là cấp phạt thuộc tư vấn là đồng chí này thì lại trước đó là dương tính một lần rồi, bây giờ tư vấn người ta cũng rất là hiểu rồi. Đấy, thì sau đó thì báo lên đến mạng để người ta chính quyền người ta có cái giải pháp. Từ khi nhận nhiệm vụ, trạm y tế lưu động này quản lý khoảng 170 bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà. Với đặc điểm dân cư đông, nhiều khu nhà trọ tập trung đông người, nhiều F0 điều kiện kinh tế khó khăn nên hạn chế trong việc chăm sóc sức khỏe. Công việc của các y bác sĩ nơi đây vì thế cũng gặp nhiều vất vả. Khó khăn là khó khăn người ta ở trên cái gác, béo phì, ý thức lơ mơ. Chuyển xuống. Đây là một trong những cái khó khăn nhất, chật chội lắm. Vừa là nhân viên, vừa là người thân. Cái cầu thang rất là bé, mình người cũng tương đối to rồi. Thế thì người trên, người dưới là phải di chuyển xuống. Sau đó thì đưa người ta xuống dưới rồi. Khi xuống được dưới là có xe hoặc là có cảng rồi. Là sẵn sàng là di chuyển người bệnh ra ngoài xe. Có thông tin về ca bệnh mới trên địa bàn, các y bác sĩ tại đây đã lập tức lên đường. Những con hẻm nhỏ đã quen với bóng dáng của các bác sĩ, những chiến binh áo xanh điều trị cho F0 tại nhà. Bệnh nhân tuy mới phát hiện bệnh, song đã khá mệt. Cộng thêm bệnh nền tiểu đường tuyếp 1 nên các y bác sĩ đã quyết định chuyển viện cho bệnh nhân. Rất là mong làm sao mà phát hiện càng sớm càng tốt. Và chuyển được người ta đi đúng cái cơ sở điều trị, bởi vì có cái bệnh nền đấy, mà chậm tí nào thì không tốt cho quá trình điều trị tí nào. Mỗi bệnh nhân trở nặng được chuyển viện kịp thời, ấy là khi các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Công việc hoàn thành, người bệnh có thêm hy vọng sớm khỏi bệnh để trở về với cuộc sống thường ngày. Đắk Lắk, một trong những tỉnh có diễn biến tình hình dịch COVID-19 phức tạp hiện nay, với hàng trăm ca nhiễm, con số đang tăng lên từng ngày. Hệ thống phòng chống dịch của địa phương nay đã được kích hoạt cao độ với việc xây dựng một vành đai nhiều lớp.
các đơn vị quân đội, đặc biệt là bộ đội biên phòng, tiếp tục đang là lực lượng nòng cốt của vành đai chống dịch này. Thành phố Buôn Ma Thuột là một trong hai địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ, là địa bàn có số ca nhiễm cao thứ hai của tỉnh Đắk Lắk. Các biện pháp phòng dịch từ xa đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tăng cường. Chống dịch tại đơn vị là một trong bốn nhiệm vụ cấp bách mà Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk xác định. Luôn thường xuyên quán triệt nhắc nhở anh em chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tốt. Chúng tôi thường xuyên phát khẩu trang và gieo khử khuẩn để các đồng chí thực hiện nhiệm vụ và thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người ra vào. Và thứ hai nữa, thường xuyên đo thân nhiệt cho cán bộ chiến sĩ và người ra vào cơ quan. Suốt dọc biên giới, một vành đai phòng dịch nữa cũng đã được thiết lập với 12 tổ chốt tuần tra cơ động cùng 4 chốt cố định. Những ngày gần đây, tình hình công dân tỉnh Đắk Lắk từ các địa phương có dịch tự phát trở về ngày càng nhiều, việc kiểm soát vì thế đã được tăng cường lên cao nhất. Quốc lộ 14C, địa phận tiếp giáp hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các tổ công tác của Bộ đội Biên phòng vẫn căng mình chống dịch 24/24 giờ. Hiện nay là hết sức nắng nóng, có những lúc thời điểm ban ngày buổi trưa là thời điểm lên đến 38-39 độ C, nó ảnh hưởng rất lớn đến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với anh em tổ chốt. Trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay thì như các đồng chí đã biết thì diễn biến hết sức phức tạp. Nhưng mà mặc dù vậy, cán bộ chiến sĩ trong tổ chốt cũng xác định tốt cái trách nhiệm và luôn cái hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao và kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người phương tiện ra vào khu vực biên giới. Tỉnh Đắk Lắk có đường biên giới dài hơn 70 km, tiếp giáp với Campuchia. Khi dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều nước trong khu vực, hoạt động xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới ngày càng phức tạp. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào đất nước, ngoài các biện pháp tuần tra, kiểm soát, thì huy động lực lượng sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống dịch và tố giác xuất nhập cảnh trái phép đã trở thành một sáng kiến hay của đơn vị. Bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, cũng như là cái công tác phối hợp trong cái phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, phòng chống xâm nhập trái phép, vừa thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch COVID trong cái giai đoạn hiện nay và trong cái thời gian tới. Vững tinh thần chống dịch như chống giặc, bằng nhiều giải pháp khác nhau, Bộ đội Biên phòng đã thực sự tạo ra một thành trì vững chắc với nhiều tầng lớp suốt dọc biên giới. Và dù tình hình dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến vô cùng phức tạp, cùng với sự sát cánh của nhân dân và chính quyền địa phương trên toàn tuyến biên giới, các chiến sĩ vẫn vững tin vào thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến đầy cam go này. Thông tin vừa rồi đã khép lại những tin tức mới nhất của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.